Thưa quý vị, chiều nay, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, bão số 6, bão Trà My đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mặc dù bão số 6 đã suy yếu nhưng vẫn mang theo rủi ro thiên tai. Dự báo đến hết đêm ngày 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, đến chiều nay, bão số 6 đã gây ra 3 sự cố lưới điện, 110 kV, 177 trạm biến áp chưa khôi phục, một số khu vực còn mất điện. Toàn thành phố có 51 nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại xã Hòa Vang, huyện tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Thiệt hại là thành phố có 53 nhà bị tốc mái một phần, hơn 900 cây xanh bị ngã đổ và hơn 2 hecta diện tích hoa màu bị thiệt hại. Còn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường thành phố Huế ngập úng, một số cây xanh bị gió quật ngã. Đặc biệt, vùng biển Thuận An, thành phố Huế có sóng biển dâng cao, gió mạnh nhất cấp 9 vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả cơn bão. Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mưa lớn hơn 400mm đã gây lũ lụt và có một người mất tích. Lực lượng chức năng đang huy động hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường bị ngập như đường 30, đường An Sơn, đường về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.